tuyển Việt Nam, Quang Hải và Hồng Duy được kiểm tra sức khỏe tại Lào. Sáng nay, huấn luyện viên Park Hang Seo đã cử trợ lý đưa hai tuyển thủ Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Phong Hồng Duy đi bệnh viện kiểm tra mức độ chấn thương. Quang Hải đá chính trước tuyển Lào, nhưng được huấn luyện viên Park Hang Seo rút ra sớm ở phút 35 do khi bị đau sau pha va chạm với cầu thủ Lào. Sau đó, anh lập tức được các bác sĩ trường đá cuốn đùi. Theo chẩn đoán ban đầu, Quang Hải có dấu hiệu bị giật cơ. Đây là điều có thể xảy ra khi anh thời gian dài ít ra sân, nay trở lại Việt Nam với múi giờ chênh lệch, với cường độ luyện tập và thi đấu hoàn toàn khác. Theo tìm hiểu của thanh niên, bác sĩ Choi đã lập tức kiểm tra mức độ chấn thương của Quang Hải và xác định anh không gặp vấn đề gì về dây chặn hay những chấn thương thường gặp khác, có vẻ chỉ bị đau bắp đùi sau. Tuy nhiên, với tinh thần cẩn trọng trên hết, sáng nay huấn luyện viên Park Hang-seo đã yêu cầu trợ lý tuyển Việt Nam gọi xe đưa Quang Hải đến bệnh viện để chụp MRI. Đi cùng Quang Hải có Hồng Duy, người không ra sân trước tuyển Lào vì lý do sức khỏe. Được biết, Hồng Duy bị đau cơ khép từ ngày 20 tháng 12 và đang được các bác sĩ đội tuyển tích cực điều trị. Kết quả chụp phim thu được sẽ là thước đo hiệu quả để BHL tuyển Việt Nam cùng đội ngũ y tế đánh giá mức độ chấn thương và tính toán kế hoạch hồi phục. Sử dụng hai tuyển thủ Quang Hải và Hồng Duy tại AFF Cup 2022 chỗ vị trí của Hồng Duy có thể ông Park sẽ không quá sốt ruột, an tâm để anh hồi phục và hoàn toàn khỏe khoắn khi cả Văn Hậu lẫn Văn Hậu đều chơi ổn và ghi bàn vào lưới tuyển Lào. Câu chuyện của Quang Hải sẽ phức tạp hơn một chút vì tuyển Việt Nam sẽ bay về nước trong đêm nay, chuẩn bị cho trận gặp Malaysia hứa hẹn sẽ quyết định ngôi đầu bảng B, ông Park sẽ phải cân nhắc rất kỹ việc có nên sử dụng Quang Hải hay không và sử dụng như thế nào để bảo đảm cân bằng hai mục tiêu. 3 điểm trước Malaysia và tiền vệ số 19 đủ mạnh khỏe đi hết AFF Cup 2022. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.